Sáng nay, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức cuộc họp liên tịch với Ủy ban Nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố chuẩn bị kỳ họp cuối năm và họp thường kỳ tháng 9 năm 2020. Dự họp có Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng Đặng Thị Kim Liên, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lê Minh Trung và Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Văn Miên. Qua trao đổi tại cuộc họp, các đại biểu thống nhất tổ chức kỳ họp Hội đồng Nhân dân thành phố cuối năm 2020 từ ngày 7 đến ngày 9 tháng 12 năm 2020. Theo nội dung dự kiến trình tại kỳ họp, thì sẽ có khoảng 71 nội dung tài liệu bao gồm 33 báo cáo, 37 tờ trình và dự thảo nghị quyết, một thông báo. Kỳ họp cũng sẽ tiến hành công tác nhân sự theo thẩm quyền. Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố tập trung chuẩn bị các nội dung trình tại kỳ họp, đảm bảo chất lượng và tiến độ. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố kết luận tại các phiên họp thường kỳ tháng đối với 268 nội dung cụ thể, đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo các ngành địa phương triển khai thực hiện. Qua rà soát đến nay, Ủy ban Nhân dân thành phố đã hoàn thành 247 nội dung, còn 21 nội dung đang tiếp tục triển khai. Qua giám sát, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố cũng đề nghị tiếp tục tập trung các vấn đề về tình hình quản lý sử dụng đất rẻo, các dự án quy hoạch treo, công tác rà soát, quy hoạch, cấp phép, quản lý quảng cáo trên địa bàn thành phố, việc xử lý đất nông nghiệp không sản xuất được, việc nuôi cá lồng bè trên sông, việc xây dựng nhà máy xử lý chất thải rắn tại bãi rác Khánh Sơn, cùng một số nội dung khác.